Rồi. Anh ơi, nó lấy tiền của em. Trả tiền.
đẹp quá. Rồi. Anh ơi, nó lấy tiền của em. Trả tiền. Còn tiền nữa không? Xong một phố lên công an. Em cảm ơn anh ạ. Ừ, rồi không bị làm sao là tốt rồi. Rồi cố gắng lên. Đi lại chỗ vắng người thì không được đếm tiền giết như thế. Hôm nay là nguy hiểm lắm đấy. Ừ, không có gì đâu, về đi, công cô ấy tí.